khoa là gồm có 3 bộ môn: bộ môn công nghệ thực phẩm, bộ môn công nghệ môi trường và bộ môn công nghệ hóa học, và đào tạo cả hai chuyên ngành, đó là chuyên ngành công nghệ thực phẩm và bộ môn môi trường. Hàng năm khoa tuyển sinh viên vào khoảng 200 sinh viên. Như vậy thì trong 4 năm thì khoa sẽ có khoảng 1.000 sinh viên, và hàng năm là tốt nghiệp khoảng là từ 180 đến 200 sinh viên tốt nghiệp ra trường. Bên cạnh đó thì trong tương lai thì khoa sẽ mở ra một nhiều cái chuyên ngành khác, đó là dịch vụ khoa, ngành công nghệ hóa học, ngành công nghệ sinh học và ngành công nghệ bảo quản sản phẩm và môi trường. Đó là dịch vụ trong tương lai.